Dạ vâng, xin kính chào tất cả anh em và các bác đã tiếp tục truy cập vào kênh YouTube của Minh Nhật Audio. Và hôm nay thì em sẽ test cho anh em và các bác một cái combo một bát hai chép đấy, qua một con phân tần. Anh em tự nhìn đây đấy, và cái con phân tần này nó có cái công tắc này, anh em nhìn này, có cái công tắc chỉnh bát này đấy, cực kỳ hay. Và hôm nay thì em sẽ test luôn cho anh em. Thì cái phân tần này là cái phân tần là hai đường tiếng anh em nhé. Đấy, ở trên mạch thì nó sẽ ghi ba đường tiếng vì nó là một bát và hai chép, nhưng mà nhiều anh em mình trong ngành thì mình sẽ gọi là hai đường tiếng, một bát, hai chép. Đấy, và đây là đường input này. Đấy, đây model sản phẩm là H3501. Ở đây thì em đang test cái con này, anh em thể nhìn em đang đấu dẫn sẵn dây để em test cho anh em đây. Và bây giờ em sẽ test cho anh em và các bác cái công tắc này, xem cái sự khác biệt của nó khi mà bật tắt nó sẽ như thế nào nhá. Em sẽ bật thử cho anh em nghe. Đó. Hiện tại thì em đang để chế độ ở tắt, đang tắt này, chưa bật đâu anh em nhé. Đó. Bây giờ em sẽ bật lên này, bật lên này. Người ơi, tình ơi, tình. Đó. Đập vỡ anh em nhìn này, đàn giận đời bạc trắng như vôi, giận người điên đảo quên. Đó, anh em nhìn cái con bát nó khác hoàn toàn luôn đúng không ạ? Tự nhiên gân nó nảy và nó mạnh hơn, lực hơn khá là nhiều. Bây giờ em bật lại và em sẽ tắt đi này. Nhìn bay hết cả giấy luôn. Đập vỡ cây đàn, gân nảy này. Người con gái yêu. Em tắt đi nhá, tắt đi này. Buồn ơi, buồn ơi. Làm sao đấy, để nguôi. Yếu đi hẳn luôn. Đập vỡ cây đàn giận người đôi trắng thay đen. Đấy, bật lại này, bật lại này. Chớ như bàn tay. Chuyện ngày qua tôi gặp người con gái mang giọng ca thật ngọt. Đó, anh em thấy sự khác biệt chưa ạ? Đấy, còn cái công tắc này nó rất là hay. Nó làm cho tiếng bát của anh em nó được uy lực hơn. Đấy, và con phân tần này thì có gì đặc biệt mà anh em em lại khen nó nhiều như vậy. Đấy, thì ở đây, đây là một con mẫu phân tần của hãng Zinet. Đấy, thì trước mắt anh em và các bác đây thì em đang để sẵn hai mẫu tất cả. Một mẫu là ba đường tiếng. Đấy, gồm một bát này, một trung này, một chép này. Con này thì là phân khúc giá bình dân. Con này thì không có cái công tắc như cái con này. Đấy, anh em nhìn màu sắc thì con này thì nó như nhau, của hãng Zinet anh em nhé, tới từ Singapore. Đấy, con này thì đánh được cả bát 30, bát 25, trung với chép. Đấy, một bát, một trung, một chép. Còn con này là một bát, hai chép. Đấy, vì anh em đánh cái này bát 40 cũng được, đánh hai chép cũng được. Đấy, mạch phân tần nó to hơn hẳn. Đây anh em thì nhìn so sánh cái độ to và kích thước của nó. Con này thì của nó có một con tụ đen này, con này của nó hai tụ đen. Con này của nó một trở này, con này của nó hai trở này. Con này của nó hai cuộn cảm này, đúng không ạ? Con này của nó 1 2 3 cuộn cảm. Và con này đặc biệt nhất là có thêm hai con tụ của Mỹ nữa. Đây, hai con tụ Logitech Logi của USA đây anh em thì nhìn. Đấy, thì em bây giờ em sẽ báo giá luôn. Đấy, con này thì có mức giá là 320.000 đồng cho một đôi. Một đôi là gồm hai chiếc như thế này anh em nhé. Hai chiếc như thế này. Đấy, và nhắc lại một lần nữa, cái con 320 này không có công tắc anh em nhé. Nhưng mà nếu mà anh em nào chơi cố định đấy, thì con này khá là ổn định. Giá phân khúc giá bình dân 320.000 đồng một đôi. Đấy, miễn phí vận chuyển cho anh em. Còn anh em nào thích chơi cái con khủng hơn. Đấy, khủng hơn, có công tắc chỉnh này. Đấy, có công tắc chỉnh bát. Giá là 550.000 đồng cho một đôi, cũng của Zinet luôn. Và khi anh em mua thì bên em thì đấy, dây sẽ được hàn sẵn như thế này, anh em nhìn. Đấy, dây sẽ được hàn sẵn như này. Về anh em chỉ việc đấu nối vào là nghe thôi. Đó, được chưa? Đây, một đôi của nó đây, anh em nhìn. Đôi của nó đây. Đấy, một đôi là hai chiếc anh em nhé. Bao ship và hàn sẵn dây cho anh em, giá chỉ có 550.000 đồng. Đây, đấy là con em vừa test cho anh em đấy ạ. Có công tắc chỉnh bát. Đấy, anh em thích bát lực, anh em bật lên. Anh em thích bát
bớt đi, anh em tắt đi. Đấy. Và anh em sẽ có thể đấu được hai chép. Một bát, bát anh em thì đánh bát 40, bát 30, bát 25 tùy theo cái sở thích của anh em và các bác. Giá chỉ có 550.000 đồng cho một đôi. Có anh em nào muốn tự gióng thùng mà muốn mua thêm những con loa chép. Đấy, thì em cũng có luôn. Đủ loa, đủ loại chép chép giấy này. Đấy, kể cả loa chung em cũng có luôn. Đấy, loa chung 10, chung 12, chung 16, kể loa bát nhá. Loa bát, bát 20, bát 25 đều có hết. Đấy. Ok, anh em nào mà quan tâm thì cái mẫu phân tần này thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua cái số điện thoại ở ngay trên màn hình. Đấy, anh em thể chụp ảnh lại màn hình. Loại 3 đường tiếng, loại 2 đường tiếng, loại bát chung chép, loại bát 2 chép. Đấy, thì cứ chỉ việc nhắn tin cho em. Anh cần mua phân tần 1 bát 2 chép, hoặc là anh cần mua phân tần 3 đường tiếng của Zinet này. Đấy, còn lại 320, loại 550 là em sẽ biết thôi. Đấy, rồi. Xin kính chào tất cả anh em và các bác trong các video tiếp theo. Anh em đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để nhận được những video tiếp theo.